Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu và hoàn thành cho bức tranh về hình ảnh bé trai và bé gái đang cùng nhau chơi ném bóng. Chúng ta sẽ cùng nhau tô màu hoàn thành cho bức tranh của mình nhé. Mình sẽ tô màu cho phần tóc trước. Mình sẽ dùng màu nâu nha. Tiếp theo mình sẽ tô tiếp màu nâu cho phần tóc bé trai, sẽ là màu nâu đậm hơn. Màu nâu này sẽ là màu nâu số 94 nha. Tô màu cho phần tóc bé trai. Và mình sẽ đi tô màu cho phần áo của bé này, màu xanh dương. Phần quần thì mình sẽ tô màu số 48 nha. Và mình sẽ tô màu cho phần đôi giày này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho phần áo bé gái là màu hồng nha. Mình sẽ tô màu xanh cho phần quần của bé gái. Đôi giày mình sẽ tô màu cam nhé. Và mình sẽ đi tô màu cho phần quả bóng này nhá. Mình sẽ dùng màu đỏ nhá. Tiếp theo mình sẽ tô kèm màu xám vào quả bóng này. Mình sẽ tô tiếp màu xám nhé.
Tắt rồi. Tắt rồi. Đấy. Đi xe máy đó. Cũng làm cái bánh bị phóng nước. Ừ. Rồi cũng có lần tao giữ thêm một cái nữa. Mẹ nó đội dưới kia nữa. À, Tuấn lên đây bảo mẹ xịn nha, mẹ ngon nha. Đi cả kia kia luôn. Và video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu bức tranh về hình ảnh hai em bé đang chơi bóng cùng nhau đã hoàn thành xong. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hãy nhớ luôn ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình một lượt like, một share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa. Mình sẽ đăng tải trên kênh YouTube này nha. Bye bye.